Xin chào anh em, mình là Tiến và ngày hôm nay chúng ta được gặp nhau tại video của kênh đồng hồ chính hãng Catwatch Và để anh em nhận được những thông báo mới nhất về các video review về sản phẩm đồng hồ chính hãng thì anh em đừng quên nhấp vào nút đăng ký màu đỏ để phản màn hình để chúng ta nhận được những thông báo mới nhất về các video của kênh đồng hồ chính hãng Catwatch bên mình Và ngày hôm nay thì bên mình có về được một chiếc long thuộc dòng long jean record với tình trạng là hàng đã qua sử dụng nhưng còn rất là đẹp cho anh em còn đẹp 98% và còn full box đầy đủ các cái phụ kiện hộp sổ thẻ cho anh em và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau lướt qua một lượt thì các cái phụ kiện đi kèm chúng ta sẽ có một tấm thẻ bảo hành quốc tế của sản phẩm ở đây và à, sản phẩm này của mình thì sẽ có một cái mã quốc tế là L2821 5571 và thông tin đi kèm chúng ta sẽ có thông tin về cái phần niềng benzen của sản phẩm là bọc vàng Gold cáp 200 một cái độ dày vàng cực kỳ là dày dặn là 20 micron Cùng với đó thì anh em chúng ta sẽ có một cái thông tin về độ kháng nước là lên đến 33, thoải mái cho anh em đi mưa rửa tay. Đây là tấm thẻ bảo hành quốc tế của sản phẩm. Tiếp theo thì anh em chúng ta sẽ có một tấm thẻ chứng nhận Sonometer. Rất là tuyệt vời cho anh em, một cái tình trạng cực kỳ là tuyệt vời và với một cái chứng nhận Sonometer chạy cực kỳ là chính xác cũng như là đạt được các tiêu chuẩn của Thụy Sĩ đề ra. Và cuối cùng thì anh em chúng ta sẽ có một cái tấm thẻ là Diamond Certificate ở đây ở đây thì sẽ cho anh em chúng ta uh, tổng cộng gồm 13 viên kim cương sản phẩm sẽ gồm 13 viên kim cương cùng với đó là cái khối lượng của tổng 13 viên này là 0,059 carat và tiếp theo thì anh em chúng ta sẽ có về các cái nước màu của sản phẩm ở đây uh, rất là tuyệt vời trước này thì bên mình cũng vừa mới về thôi nhưng mà cũng đã có khách rồi nhưng mà mình vẫn sẽ review cho anh em qua một lượt để chúng ta cùng nhau trải nghiệm qua Chiếc này thì được anh khách của mình thì lên đời cho nên là anh đã để lại cho với một cái tình trạng cực kỳ là đẹp. Và chiếc long zin record này của mình thì sẽ có một size mặt là size 40mm thì anh em có cổ tay tầm khoảng từ 16 cho đến 17 thì chúng ta sẽ lên tay những cái size mặt như thế này. Và rất là dễ lên tay. Phần lắc tô lắc của em nó thì khá là cụp. Thế nên là anh em có cổ tay tầm khoảng từ 16 trở đi thì chúng ta có thể là đeo được rồi. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau lên tay mình đang đeo một chiếc uh, mông bờ lăng rất là đẹp cho anh em một chiếc mông bờ lăng có size mặt là size 39 rất là đẹp cổ tay của mình thì đang có chu vi là 17 cho nên là uh, chiếc mông bờ lăng thì mình uh, đeo khá là vừa tay bởi vì thiết kế của em nó thiết kế chrono còn chiếc Lamborghini Record này của mình thì uh, với thiết kế theo dòng Dreadwatch đây cổ tay của mình là đang có chu vi là 17 Thế nên là lên tay cũng rất là vừa Mặt kính sapphire hắt sáng cực kỳ tốt cho anh em Rất là đẹp Rất là tuyệt vời cho anh em để chúng ta sở hữu được một chiếc Longin Record về tay Với tình trạng là còn đầy đủ như này và với size mặt là size 40mm như thế này thì các chi tiết bên trong được thiết kế khá là lớn cho anh em Bộ kim cọc được thiết kế được dạng là bộ kim mũi kiếm và chúng ta sẽ có là các cọc số được đính kim cương Và tổng cộng là mồm 13 viên Ở góc 12 giờ thì anh em chúng ta sẽ có thêm một viên nữa để tạo được cái điểm nhấn lớn hơn ở trong cái góc 12 giờ như thế này Rất là đẹp ở góc 3 giờ anh em chúng ta sẽ có một cái ô lịch này cùng với đó là ở góc 6 giờ sẽ là dòng chữ Automatic và uh, Chronometer dòng chữ Squid ở dưới góc 6 giờ. Bề mặt dial thì sẽ có một cái tông màu đen, một cái tông màu đen với thiết kế mặt trơn, nhẵn cực kỳ là đẹp, bắt sáng rất là tốt cho anh em. Mặt kính được trang bị là mặt kính sapphire, nguyên khối chống xước và à, theo dạng là kính núp. Thế nên là các cái chi tiết bên trong sẽ được phóng đại to hơn để cho anh em được dễ nhìn hơn. Phần niềng thì sẽ được thiết kế là bọc vàng gold cáp 200, một cái độ dày là 20 micron vàng rất là dày dặn cho anh em. Phần thân vỏ thì sẽ được phay sức xung quanh và ở trên bề mặt của núm chúng ta sẽ có một cái logo của thương hiệu Longjin cùng với dòng chữ Longjin ở đây. Và phần núm của chúng ta thì sẽ được mạ PVD, một cái tông màu vàng hồng rất là đẹp và rất là nhã nhặn trong cái thiết kế của dòng Longjin Rất là tuyệt vời. Một cái tình trạng cực kỳ là đẹp. Chúng ta sẽ có thêm một bộ khóa bướm chống gập hai đầu với dòng chữ Longjin cũng được mạng PVD ở đây Và logo của thương hiệu Longjin Rất là đẹp cho anh em Còn nguyên tắc Chúng ta sẽ đi đến đằng sau của bề mặt lắp lưng Sản phẩm của chúng ta thì Đằng sau lắp lưng sẽ có một vài thông tin về độ kháng nước cùng với đó là các cái mã series Cũng như là mã thứ tự của sản phẩm à, Anh em chúng ta sẽ có một cái bộ máy là L888.4 với một cái thiết kế skeleton Ở phần logo của chiếc của Longjin và dòng chữ Long ở trên bề mặt của quả văn Và chiếc này của mình thì với bộ máy là Caliber L88.4 thì em nó sẽ được trang bị là 64 giờ chữ cót và 25.200 tần số. Và sản phẩm của chúng ta ở đây em nó thì sẽ được trang bị số chân kính là 21 chân kính cho anh em. Rất là tuyệt vời. Một cái dao động cực kỳ là cao 25.200. Một cái dao động rất là mượt mà đối với một chiếc đồng hồ À, chuẩn sodometer một cái chất lượng cũng như là một cái sự hoàn thiện rất là cao của đồng hồ các cái phân khúc đồng hồ đến từ thụy sĩ rất đẹp và để sử sản phẩm này thì anh em đừng quên để lại các thông tin trong phần bình luận cũng như là kết bạn qua zalo qua số điện thoại mà mình đã để ở góc màn hình và chiếc này thì bên mình đang bán ra với một mức giá rất là tốt cho anh em anh em chỉ cần bỏ ra là 45 triệu 500 nghìn đồng thì chúng ta có thể sở hữu được về tay rồi với một độ hoàn thiện và tình trạng đầy đủ full box hộp số thẻ như này và nếu như mà anh em đang có băn khoăn một cái sản phẩm nào đó mà chúng ta chưa biết thật giả ra làm sao thì anh em có thể gửi hình ảnh đầy đủ chi tiết qua zalo qua số điện thoại mà mình đã để ở góc màn hình để nhân viên bên catwalk hoặc chuyên gia có thể là tư vấn cho anh em cũng như là thẩm định cho anh em được những sản phẩm tốt nhất tới tay người dùng và với một cái mức giá cực kỳ là tiết kiệm cho anh em để chúng ta có thể sử dụng được về tay và cảm ơn anh em đã theo dõi video này. Hẹn anh em tại các video tiếp theo kênh đồng hồ chính hãng Kết và xin chào anh em. Chúc anh em có một ngày mới làm việc thật là hiệu quả.